Hướng dẫn cắt bỏ một đoạn video trên ứng dụng khắp cách. Chúng ta mở ứng dụng lên ha. Bấm vào nút dự án mới dấu cộng nè. Chọn video. Ở đây mình chọn video 11 phút 22 giây nè. Hướng Rồi. Một dưới này chúng ta sẽ bấm, chúng ta sẽ dùng ngón tay để mà chạm cho nó và kéo tới kéo lui, kéo tới vị trí mình muốn cắt. Sẽ kéo tới vị trí mình muốn cắt ha. Chỗ này trên trên video này, chỗ này nó có một cái đoạn bị thông báo này, hiện thông báo trên màn hình này. Tôi muốn cắt bỏ nó đi ha. Đó, chúng ta kéo nè, kéo đến vị trí bắt đầu lúc nó vừa hiện thôi, thông báo này. Má chúng ta chọn, bấm chọn video, cái ở phía dưới có cái nút tắt này, bấm nút tắt, xong rồi chúng ta kéo tới cái vị trí, kéo tới đoạn mà thông báo nó biến mất. Đó, biến mất rồi đó. Chúng ta là chọn vô cái video, chúng ta bấm nút tắt lần nữa. Đó, bây giờ chúng ta thu nhỏ cái màn hình, dùng hai ngón tay kẹp nhỏ nó lại, thu nhỏ là chúng ta thấy là tổng cộng bây giờ cắt nó thành ba đoạn rồi. Thì giờ chúng ta bấm chọn vào cái đoạn mà chúng ta muốn xóa, chọn vô đoạn muốn xóa, sau chúng ta thấy cái nó kéo qua kéo lại phía dưới này. Đó, chúng ta kéo tới cái vị trí có cái chỗ chức năng xóa này, nút xóa. Rồi vậy là có một cái một cái đó ha. Rồi chúng ta kéo sẽ bị mất cái này ha. Rồi chúng ta kéo tới cái chỗ vị trí nào muốn cắt bỏ nữa. Rồi ta vị trí này tôi muốn cắt bỏ này. Rồi chúng ta bấm nút tắt. Rồi cái phần phía sau này tôi muốn bỏ nó đi thì tôi cũng bấm chọn cho nó, xong bấm nút xóa. Rồi xong, bây giờ video chúng ta còn lại có 5 phút 18 giây. Rồi chúng ta sẽ chọn ở chế độ, chúng ta sẽ chọn video này ở chế độ 720p thôi cho nó nhẹ. Rồi chúng ta bấm vào nút cái dấu mũi tên, chỉ lên trên. Rồi chúng ta xếp video thôi. Vậy là chúng ta đã biết cái thao tác cắt bỏ một cái đoạn video ở giữa và ở cuối ha. Ở đầu cũng vậy thôi, chúng ta cắt xong rồi chúng ta muốn bỏ chỗ nào thì chúng ta chọn cái đó, chúng ta bấm nút xóa thôi, đơn giản như vậy. Rồi chúng ta xuất video thôi. Lưu ý là chúng ta cắt cái thao tác này, chúng ta cắt là bị mất luôn cả cái phần âm thanh đi kèm theo video nha. Trong trường hợp mà muốn cắt cắt mà muốn giữ lại cái phần âm thanh thì mình sẽ làm một cái clip khác ha. Rồi video đến đây kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.